Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể nghe nhạc online trực tiếp trên điện thoại và cái cách để các bạn có thể tải các bài hát yêu thích về trên điện thoại của mình để mỗi khi không có mạng thì các bạn vẫn có thể nghe được nhạc nhá. Thì đầu tiên các bạn cần tải cho mình cái ứng dụng Zing MP3 nhá. Thì các bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cái cửa hàng App Store để các bạn tải cho mình nhá. Còn các bạn nào sử dụng điện thoại Android thì các bạn sẽ vào cửa hàng CH Play để các bạn tải cho mình. Đó, vì điện thoại của mình là điện thoại iPhone cho nên mình sẽ vào cái cửa hàng App Store để mình tải ứng dụng Zing MP3 nhá. Đó, ở đây thì các bạn sẽ gõ cho mình tên Zing MP3. Đó. Và ở đây thì mình sẽ chọn vào cái hình đám mây có cái mũi tên đi xuống để mình tải cái ứng dụng này về nhá. Đó, vậy là cái ứng dụng này đã tải về xong và giờ mình sẽ tiến hành mình mở nhá. Đó, và mới đầu các bạn bắt đầu vào lần đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện như này thì các bạn sẽ cho phép cho mình nhá. Đó, và ở đây là cái giao diện chính của cái Zing MP3. Và để các bạn có thể chọn nghe được những cái bài hát yêu thích, các bạn sẽ chọn cho mình vào cái hình kính núp ở góc phải trên cùng đấy nhá. Đó, để các bạn có thể tìm kiếm. Ở đây thì có những cái mục đề xuất cho các bạn. Ví dụ các bạn có thể chọn nhạc Tết, tuy nhiên mình sẽ chọn cái bài hát khác thì các bạn sẽ điền vào đây. Các bạn sẽ điền vào đây để các bạn tìm nhá. Ví dụ mình tìm bài hát là Cô đơn dành cho ai chẳng hạn. Đấy, đây này, nó đã gợi ý đây rồi, mình sẽ chọn vào đây. Ở đây thì có những cái phần nổi bật bài hát này hoặc nghệ sĩ thì các bạn có thể chọn được vào đây nhá. Ở đây thì mình có thể chọn bài hát này. Đó, thì ở đây nó sẽ xuất hiện cho mình tất cả những cái bài hát mà các bạn muốn nghe của từng ca sĩ thể hiện. Và mình sẽ chọn ngay cái bạn đầu tiên này nhá, Niken này nhá. Mình sẽ cho phép này. Đó, đấy là các bạn có thể nghe được online. Tuy nhiên là nếu mà các bạn muốn để sau này điện thoại của các bạn không có mạng mà các bạn vẫn nghe được những cái bài hát này thì các bạn cần tải cho mình về máy nhá. Thì các bạn để ý ở dưới cạnh cái phần để các bạn tắt nhạc đi có cái phần mũi tên đấy nhá. Các bạn để ý có cái phần mũi tên đi xuống, tức là để tải, thì các bạn sẽ chọn vào đây cho mình nhá, để tải về điện thoại của các bạn nhá. Đó, thì ở đây thì nếu mà các bạn chọn chất lượng cao thì nó sẽ bị tính phí nhá. Thì mình sẽ chọn vào cái chất lượng tiêu chuẩn để cho tiết kiệm dung lượng bộ nhớ. Mình sẽ chọn vào cái phần là chất lượng tiêu chuẩn nhá. Và mình sẽ tiến hành mình tải xuống này. Đó, vậy là mình đã tải xuống xong rồi nhá. Vậy là mình đã tải được xong rồi nhá. Mình sẽ tải thêm 1-2 bài nữa để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn nhá. Đó, thì mình sẽ quay trở lại này. Đó, và ở đây thì mình sẽ chọn cái bài về nhạc Tết chẳng hạn. Xuân đã về này. Đây, mình sẽ chọn bài Xuân đã về. Đó, thì ở đây có những cái bài hát của từng ca sĩ thể hiện. Đấy, mình sẽ chọn bài này. Mình sẽ tải xuống nhé các bạn nhé. Đó, mình cũng sẽ chọn chất lượng tiêu chuẩn. Mình sẽ tải xuống này. Vậy là mình đã tải được hai cái bài hát mà mình yêu thích rồi. Và mình sẽ quay trở lại đây nhé. Mình sẽ quay trở lại này. Và bây giờ mình sẽ tắt dữ liệu mạng đi. Giờ mình sẽ tắt dữ liệu mạng đi nhé. Mình sẽ tắt wifi đi. Và bây giờ mình sẽ nghe offline, tức là không có mạng thì các bạn vẫn có thể nghe nhạc được nhá. Thì các bạn sẽ vào cái phần ứng dụng nghe nhạc Zing MP3 này. Đó, thì các bạn chọn vào cho mình thư viện đấy nhá. Đó, ok. Thì ở đây thì các bạn thấy đây, ở đây có những cái bài hát mà các bạn đã tải về đấy nhá. Thì nó đã ghi ở đây này, đã tải này, hoặc là cái bài hát yêu thích này. Đó, ở đây thì các bạn đã tải về hai bài hát nhá. Đó, thì các bạn muốn nghe cái bài hát nào thì các bạn chỉ việc chọn vào đấy thôi. Đây nhá, mình sẽ chọn đây. Các bạn có thể lách bài nhá. Đó. Mình sẽ dừng lại. Đó, vậy rất chỉ là đơn giản thôi. Trong cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể nghe nhạc online trực tiếp trên điện thoại và cái cách để các bạn có thể tải được những cái bài hát yêu thích về điện thoại của các bạn mỗi khi điện thoại của các bạn không có mạng nhá. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.